Tính năng Galaxy AI ở trên Galaxy S24 thì các bạn đã quá quen thuộc rồi. Nhưng mà liệu các bạn đã nghe tới vòng xoay quyền năng Galaxy AI với cơ hội trúng thưởng là 100% chưa ta? Đầu tiên là các bạn truy cập vào đường link mà mình đã để ở dưới video của mình sẽ thấy vòng xoay quyền năng Galaxy AI ở đây. Các bạn chỉ cần bấm vào đăng ký, vậy là có thể tham gia rồi. Vòng xoay này sẽ có hai loại quà tặng cho các bạn là phiếu dự thưởng hoặc là phần quà như là ly thủy tinh, phone standy hoặc là bình nước đổi màu. Đảm bảo với mọi người là cứ quay là trúng với cơ hội cực kỳ cao 100% trúng quà nha. Đặc biệt là mỗi ngày các bạn sẽ có một lượt chơi và nếu tích càng nhiều phiếu dự thưởng thì sẽ tăng cơ hội trúng điện thoại Galaxy S24 và cuối chương trình nha. Wow, vậy là mình đã trúng được một phần quà rồi mọi người. Ok, và bây giờ mình sẽ ra cửa hàng trải nghiệm Samsung để mà đổi quà nha. Hiện tại thì mình đang có mặt tại cửa hàng trải nghiệm Samsung để mà nhân đôi cơ hội trúng quà. Theo mình thấy thì cửa hàng này có ở rất nhiều nơi nên là các bạn có thể chọn cửa hàng gần nhất để mà tham gia nha. Dự tính là đổi thưởng xong thì mình sẽ về ngay đó. Nhưng mà mọi người ơi, ở đây thật sự quá đẹp luôn. Và đặc biệt là còn có thêm những không gian để các bạn có thể trải nghiệm trực tiếp nữa. Nhưng mà bây giờ mình sẽ đi đổi thưởng trước rồi sau đó trải nghiệm sau nha. Rồi chị gửi. Hiện tại đó, Linh chị đang có chương trình là em trải nghiệm quầy khu vực AI Zone, sau đó em thực hiện check-in đăng lên mạng xã hội á, thì em sẽ được thêm một mã dự thưởng nữa nha. Wow, có hồi quá vậy mọi người, vừa được nhận quà mà vừa được nhận phiếu dự thưởng nữa. Dạ, vừa mình đã đổi quà xong rồi, quà rất là đẹp nha mọi người. Và bây giờ thì mình sẽ check-in để mà nhận thêm một phiếu dự thưởng để mà tăng cơ hội nhận Galaxy S24. Ngoài ra thì cũng sẽ trải nghiệm thêm không gian ở đây nữa. Khu vực mình đang đứng là khu vực AI Zone. Tại đây các bạn sẽ được trải nghiệm các tính năng Galaxy AI như là khoanh vùng tìm kiếm dễ dàng, trợ lý chat và chỉnh ảnh chuyên nghiệp, phiên dịch trực tiếp cuộc gọi rất sống động và thú vị luôn nha. Ở đây thì sẽ có những anh chị chuyên viên tư vấn hỗ trợ take care 1-1 cho mấy bạn luôn, nên là yên tâm sẽ được trải nghiệm đầy đủ và trọn vẹn nhất nha. Một ngày quá là tuyệt luôn các bạn ơi, vừa có quà mang về mà còn có thêm những trải nghiệm cực kỳ thú vị, nên là mình nghĩ các bạn nên tham gia liền nha. Chương trình này thì sẽ diễn ra từ ngày 18 tháng 3 đến ngày 18 tháng 5 năm 2024 tại trang web cửa hàng trải nghiệm Samsung. Link thì mình đã để dưới phần bio của mình rồi. Và nếu như các bạn đã xem xong clip này rồi thì chắc chắn là phải tham gia ngay vào chương trình vòng xoay quyền năng Galaxy AI để có cơ hội nhận ngay những phần quà hấp dẫn, và biết đâu các bạn cũng sẽ được nhận ngay một em Galaxy S24. Và đừng quên là ghé ngay tới cửa hàng trải nghiệm Samsung để mà có những trải nghiệm tuyệt vời cùng Galaxy AI.